bóng bóng bàng bàng, là nàng cơm vàng, cơm bạc nhà ta, chớ ăn cơm hận, cháu qua nhà người. Tấm con, cuộc sống này là một chuỗi những hành trình, trong đó sẽ có những hành trình vô cùng gian nan. Con, chị rảnh quá, thì sao không đi vô trong nhà, giặt hết hai thau đồ, trẻ hết ba gánh củi, lau hết bốn gian nhà đi hả? Và cũng sẽ có những hành trình. Không có sao không? Vô cùng suôn sẻ. Triều đình quyết định tổ chức lễ hội Linh Đình. Chủ yếu là để tuyển vợ cho thái tử. Tất cả dân phu đều được tham gia. Điều đó có nghĩa con cũng có thể trở thành thái tử phi à? Nếu con can đảm vượt qua những khó khăn và thử thách, thì ở phía cuối hành trình sẽ có một điều kỳ diệu đang chờ con. Nhưng con nên nhớ điều này: hạnh phúc càng lớn thì thử thách càng nhiều. Sao con nghe mấy con má mát cuộc đời ta vậy hả? Tại sao? Đi chết đi! Chết đi! Tám! Cha mày mất sớm. Cái nhà này á, không có lấy một đứa người ở. Đến nỗi con cám phải ra đồng bắt tôm bắt tép. Không lẽ mẹ ở không?